Hai chào tất cả mọi nha. Thì bây giờ mình mới vừa về vài con chích chì lửa cá tiên ha. Giờ mình sẽ khui khùng rồi bắt cho mọi người xem ha. Đây khùng đây. Nói chung ngoài trong này nó có thôi, bắt ra xong đi mình sẽ nói chứ mình nói mất công mà. Nói chung là cũng khá là lâu ha, cũng gần hai tháng rồi mới có chim. Đây là một con mái. Và đặc biệt con mái này khở có đánh dấu nha. Wow. Thôi, bông hoa gì tính sao đi. Giờ cũng chưa biết được. Mình sẽ đo. Đây. Đuôi 12-8 nha mọi người. Mọi người thấy rõ ha. Là đuôi là mình bắt từ cái này nha, chứ không phải mà mình bắt từ phô câu nha mọi người. Bắt từ cái chớp đuôi. Đó. Ồ. Mình đo lộn rồi mọi người. Đó, 12-8. Ra 12-9 luôn chứ không được 12-8 nữa. Nếu mà đo thẳng luôn ra 80. 12-8 hơn xíu. Ok, mình sẽ thả nó ra đây ha. Tại con này nó còn đi với cùng một con trống nữa. Trống đuôi dài lắm. Đây. Con trống ở đây nè mọi người. Ok, mắt mũi móng mỏ ha. Nói chung là đều đầy đủ hết. Chim ú à. Đó, cho nên mọi người đừng có nói là chim mùa sinh sản nó ốm ha, không có. Mình sẽ bắt những cái con chim nó chưa đẻ nha mọi người. Anh em lưu ý giùm mình nha. Những con chim đẻ rồi là mình sẽ không bắt đâu nha. Và thậm chí những con chim trống nó đang ở chung với mái nữa, nếu mà bắt mà mình biết mình cũng sẽ không bắt. Đuôi 20 nha mọi người. Đây. Đây 20 nè. Ok, con này là đi chung với con mái này luôn, đúng như một cặp mình bắt ra luôn á. Cái này là con trống bình thường thôi, đuôi ngắn à. Đây, móng mỏ. Ok, đầy đủ hết ha. Mà nói chung là chim thì nó ú niu ú nặng à. Nói chung cũng sẽ đo đuôi thử luôn cho anh em xem. Cánh còn cam ha, chim tơ nha. Anh này siêu mini luôn, đuôi 14 năm mà. Đây, mình sẽ cho ra đây. Tí xíu mình sẽ quay lại một lần nữa cho anh em xem. Con này thì khờ cũng làm dấu nữa rồi. Tiêu rồi. Bản đuôi rất là to ha. Giống con này có bông quá nha mọi người. Rồi giờ thấy không? Đuôi thì được 15. Bản đuôi cũng to lắm nha. Bản đuôi nè. Bản đuôi là 1,7cm nha mọi người. Đây, mình cho lên đây luôn. Con này hột quá trời hột luôn. Hột hai bên mí mắt luôn rồi mọi người. À. Ok, hàng móng đầy đủ. Con này được cái hai cái móng thế nó màu trắng hết luôn rồi. Hai móng thế trắng hết nè. Nói chung là chim đợt này gần 2 tháng trời cho nên thợ nuôi mập lắm mọi người, không có con nào ốm hết á. Như đợt trước thì còn có ốm ha, này là không có ốm luôn.
Con này bị tụt hết một lao rồi. Đuôi 14 năm à. Sâu vô sao đó mọi người vào thấy không, nó dạng ghê không, ra là đứng cầu liền chứ không phải là nó nhảy đùng đùng đâu nha. Con này hợi cũng làm dấu luôn nè mọi người, con này bị sô le rồi. Con này 1 cộng 15 năm, 1 cộng 16 năm. Dáng cũng nhỏ con. Ok, móng mỏ đầy đủ hết ha. Rồi chung với ba này luôn. Ta nhớ tới 3-4 con máy nhưng mà sao hồi nãy giờ bắt không thấy con máy nữa trời. Ôi, con này nhỏ dữ à. Sao toàn bị tụ một lao không trời. Con này được 16 năm mà bị mẻ nữa. Móng mỏ thì bám hết nha. Đó. Tìm nhem tiếp nhép hết. Hai bên bám hết nè. Con này chắc ở dưới bị tụi nó ị lên đầu hết à. Con này 17 nha. Chắc mình phải hỏi là thợ coi. Sao không có máy, ta nhớ máy máy thợ báo tới hai cặp riêng lận. Wow, con này mới đó là đẹp nè. Dạ yeah, đúng rồi, đây. Wow. Đúng rồi. Đúng rồi, dòm ha. Ok, mình sẽ đo ha. Móng đây. Móng mỏ đầy đủ nè. Đó. Ồ, cái cổ nó mọi người thấy dài rồi không? Quá đẹp luôn. Đuôi lụa đàng hoàng nha. Đổ mọi người bao nhiêu? Có 21 rồi mọi người. 21 nha. Ok. Con máy đi chung nó đẹp lắm. Thợ vậy nói. Mình nãy giờ mình đi tìm chủ yếu là cái cặp đó thôi. Cái cặp đầu tiên thì mình không quan tâm. Rồi. Và máy đi chung nó đây. À, con máy đi chung nó nè mọi người. À, nó có bông đen nha. Nói chung là máy này mã đen nha mọi người. Đó. Bình thường là con máy nó sẽ xám rất là nhiều. Nhưng con máy này mã đen ha. Mình sẽ cho mọi người xem con máy này chưa đẻ luôn nha. Chứ để anh em nói là máy đẻ rồi. Đó mọi người, giờ cái phần hồ cầu đó nè, đó, là nó nhỏ xíu rồi nha, không có bự nha. Đó anh em nói là bắt chim đẻ rồi đem đi bán, không có nha. Chim mà phải chưa đẻ đàng hoàng mới bắt. Con máy này có 13 nha mọi người. 13 đúng nha. Đúng mi 13 luôn. Đó, là một cặp riêng của nó ngoài rừng luôn á. Đó. Cái này anh em chỉ cần về thả vô chờ ngày đẻ thôi chứ không có gì hết á, tại vì nó đã bắt cặp ở ngoài rừng rồi, nó chưa có đẻ thôi. Đây, à. Đây con máy nữa rồi, hiểu lý do vì sao luôn, đuôi
rớt rớt tùm lum ở trong kia luôn. À, một con máy mã đen mình thấy đẹp không? Nói chung anh em nào thích thì alo cho mình ha, số điện thoại mình thì có để trên video luôn đó. Hoặc là anh em cứ gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo cho mình là 0929887346 ha. Còn bà máy này chắc mình sẽ để riêng rồi, mấy con kia nó đã có cặp hết rồi mình không ấy được. Anh em muốn bắt cặp thì mình sẽ bắt cặp con này, mình sẽ lựa một con đẹp nữa mình bắt cặp vô để mình chia lại anh em. Bà máy này chỉ có 10.05 một cộng 10.08 thôi đó. Như thế rồi đi, còn chút xíu rồi bay. À hết lòng rồi ta, khoan từ từ, lỡ rồi mình cầm trên tay luôn chứ để hơi quá xíu mà tưởng mắt con nữa. Con này nhỏ xíu luôn, không nhỏ lắm. Đây là trời ngu bấm nó bấu vô ngược cho trong người nó. Đây. Móng mỏ đầy đủ. Con này mình nghĩ tầm chắc 17 à, chứ không hơn đâu. Rồi đó, thả vô đây luôn. Thôi thả đỡ con máy này vô đây đi. Kiếm lòng sao? Rồi xong hết rồi. Đó, tổng cộng là nhiêu ta? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con. Đây, giờ mình sẽ cho mọi người xem ha. Hai cái cặp này nó như thế nào ha. Một cặp 20, một cặp 21 nha. Đó, cặp này 20. Cặp này 21 ha. 21 bản đuôi rất là to đẹp ha. Con máy thì con máy bên này gần 13 và con máy bên này là 13 đúng không? Đây, mình sẽ quay sát lại cho mình xem. Đó. À, con máy nó đang ở dưới này nha. Đó. Nói chung là máy đuôi tôm nha. Đó. Đây, bà tắm này bà ra là bà tắm luôn rồi nè. Nói chung là chim khá là dạng nha mọi người, chứ không phải là nhát nha. Đó. Máy này cũng đuôi tôm luôn nha. Cho nên là anh em cứ khỏi lo về cái phần này. Anh ra tắm ngựa kìa bà. Này. Ba cụ dưới này. Với lại ô lỗ hai con trống một con máy. Con máy này tôi nhỏ xíu à. Nói chung là để mình xem cái con nào thích hợp để ghép với con máy này á. Anh em ưng á thì mình sẽ tìm mình ghép luôn cho anh em. Ở đây ba con. Còn ở trên này thì hai con ha. Đó. Chắc mình đã cầm này mình chơi quá. Trống tới 21 là máy 13 nữa chứ. Máy to đàng hoàng nha mọi người, cánh cam đàng hoàng nha. Chứ không là máy cụ bắp. Còn máy này nó xuống đây đứng rồi, trống này. Trống này nó hơi bị tua đuôi một xíu mọi người. Nên là hết ẩm hết nguyên lô luôn thì mình chia lại luôn. Rồi, giờ mình sẽ xả màng xuống. À, quên không được, mình sẽ cho tụi dưới ăn nữa chứ mình xả màng xuống là tiêu à. Rồi, giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người lướt sau ha.